nước này. Chào các bạn. Mình mới đi Việt Nam về. Mình về được mình về Việt Nam ăn Tết một tháng các bạn. Trước khi mình đi thì chưa có cái virus. Rồi mình về bên đó rồi mình mới lên mạng mình coi á thì mới thấy cái virus. Thì mình cũng thấy lo lo. Không biết mình trở về Mỹ như thế nào. Đó. Rồi cũng đến ngày mình trở về Mỹ là một tháng đấy các bạn, mình đi một tháng. Khi mình đi từ Bảo Lộc, Lâm Đồng, Đà Lạt đấy mình về thành phố Hồ Chí Minh. Trên đường mình đi về thành phố Hồ Chí Minh để ra mình về Seattle, Washington. Mình đi hãng Eva. Trên đường mình đi thì từ một đoạn đường dài từ Bảo Lộc, Lâm Đồng, Đà Lạt đi về thành phố Hồ Chí Minh thì hai bên đường á mình thấy các quán ăn, quán cháo, quán phở vắng, không có người ăn. Hôm mình đi là như thế. Lâu lâu mới có một bóng người ngồi trong quán. Mà mình đi đường thì xe khách, xe giường nằm rất ít xe đi. Chỉ có xe tải chở hàng là nhiều, với lại người xe Honda mình nghĩ là họ sợ bệnh họ không có đi ra được. Khi trước khi mình ra sân bay thì mình có mua một hộp bao tay và một hộp khẩu trang. Đó, mình trên đường mình đi từ thành phố Hồ Chí Minh ra sân bay Tân Sơn Nhất đó. Thì mình cứ suy nghĩ là cứ lo lo là không biết mình ra sân bay rồi làm sao, có đo thân nhiệt không như thế nào, mình cũng lo lo. Nhưng mà khi vào sân bay Tân Sơn Nhất thì không có sao hết á, ai cũng đeo khẩu trang, rồi cũng chừng 40% đeo bao tay thôi, còn 60% đeo bao tay, còn đeo khẩu trang là 100% luôn á. Đi vào check in xong rồi đi ra phòng chờ. Thì mọi lần mình đi thì người ta nói chuyện nôm la vui cười, nhưng mà lần này thì cứ mạnh ai người ấy đi à, không ai nói chuyện với ai, phải ra phòng chờ. Rồi lên sân bay cũng thế, không có ai nói chuyện với ai. Khi ăn thì bỏ khẩu trang xuống ăn xong rồi lại đi red room rửa tay, rồi lại bịt cái khẩu trang lại vậy thôi. Đó, rồi về đến Đài Loan rồi đổi vé máy bay ở Đài Loan Tài Phê đó, rồi cũng xuống đi vào phòng chờ ngồi chờ, rồi mạnh ai người ấy đi, chứ còn đi ăn đi uống như mọi lần thì thấy ít lắm, không có ai đi. Mình nhìn trên gương mặt mọi người á, mình thấy là ai cũng lo lắng giống mình, chỉ mong sao về đến nhà, mình nghĩ như thế. Mình cũng thế thì mọi người cũng thế. Rồi chờ đợi xong rồi lên máy bay. Đó, ở cái Đài Loan. Rồi đi bay, trên đường bay từ Đài Loan về đến sân bay Seattle á, Mỹ đó, thì cũng lo lo và không biết là về đó thì làm sao, người ta có đo thân nhiệt không. Để đó, lúc chưa về ở Việt Nam họ cứ truyền miệng nhau bảo đi về rồi bị đi vào cách ly 15 ngày với này kia, thì mình cũng lo lo, mình sợ cách ly không về được với gia đình á. Thì xuống sân bay Mỹ thì cũng không sao, chỉ có những người mà ở trên máy bay mình xuống là đeo khẩu trang, còn ở dưới sân bay Mỹ không có thấy ai đeo khẩu trang hết, chỉ riêng có mấy người cảnh sát họ kiểm tra phát phốt á, giấy tờ thì họ mới đeo thôi, còn thường thì không thấy ai đeo gì hết. Mà mình ra trước 5 người á, hai chị em mình với ba người đã ra trước, thì mình không có thấy chó nghiệp vụ để nó hít các người các cái thùng hành lý của mọi người á, không thấy, không biết là những người ra sau thì sao, không biết mình ra trước. Đó là mình đã về đến nhà.
an toàn vui vẻ các bạn ạ. Cho nên là mình chia sẻ với các bạn mà chuẩn bị về Mỹ á, ở Việt Nam chuẩn bị về Mỹ thì đừng có lo lắng gì hết. Mình cũng cứ về như bình thường mọi khi, không có ai làm khó dễ gì mình cả. Không có phải cách ly, không có phải gì hết. Nhưng mà mình nhắc các bạn là khi mà mình ở trên máy bay thế, còn những người mà đi đi xe lăn á, thì mỗi khi mà đổi xe lăn á, thì các bạn bỏ cái bao tay đấy ra, các bạn đừng có đeo cái bao tay ấy nữa, các bạn rửa tay thay bao tay mới các bạn nhé. Đó, mình về nhà vui vẻ rồi mình chia sẻ với các bạn để các bạn về cho yên tâm, đừng lo lắng gì cả. Thì mình chia sẻ là trước khi ra sân bay á, các bạn mua một nhiều bao tay chốt với lại khẩu trang các bạn nhé. Từ Việt Nam về tới Mỹ các bạn thay mấy lần á, thay bao tay rồi đi rửa tay rồi lau tay khô mình lại xỏ lại bao tay mới. Khẩu trang cũng vậy nhá, thay khẩu trang và thay khẩu trang mới các bạn nhá. Cái khẩu trang đó với bao tay các bạn giục luôn đi, đừng có giục lại, đừng có dùng lại các bạn nhé. Mà đeo khẩu trang thì các bạn cho cái lần trắng vào trong các bạn nhé. Đó, mình đã về đến Mỹ rồi, bình an vui vẻ rồi, không có ai làm khó dễ mình từ sân bay của Tân Sơn Nhất Việt Nam mà tới sân bay Seattle Washington thì không có ai làm khó dễ gì hết, mình cũng cứ đi bình thường như mọi khi. Cho nên là mình nhắc bạn nào mà chuẩn bị về Việt Nam, đi về Việt Nam mà chuẩn bị về lại Mỹ đấy, đừng có lo lắng gì cả, đừng có sợ gì hết. Đó. Đây là một gò lộc. Gì chú? Quay ra được kín được à? Được chứ. Được. Không nghĩ là cái như là cái đường này để chắc là được. Trong
Ngồi ở trong thì có máy lạnh như vậy chú. Ra ngoài mới nóng chứ. Khi đêm về, căn phòng có quẩn. Đã âm thầm sức chết đời anh. Là hơi ấm, nay còn đau lửa. Em đi rồi, anh tưởng là ta.